Giờ coi nè, bấm nổ dòi bia cho coi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 trang đúng không? 60 nháy. Bấm cái nổ luôn nè. Lụm nè. 2, bấm thêm vài lần lẻ nữa nổ hay đâu mà. Giờ ra kia ra ra nè. Bruh. Ok. 70 nháy rồi đúng không? 71 nháy nè. 71 nháy vàng nè. Khả năng cao là nó sẽ nổ tím trước rồi mới nổ vàng. 72 nháy rồi đúng không? 73 nháy rồi. Kira ra nè. Ôi trời ơi, game cũng dễ. 74 lần nổ vàng nè. Mình còn thiếu 81 nguyên thạch nữa hả? Bây giờ kiếm đâu ra 81 nguyên thạch nhỉ? Bình rơm không có. À, cà ve và bài du à? Nó lộn, cà ve và lại khi ra ra. À. Ôi giời ơi, 20 nguyên thạch. Để bấm trước cửa tính sao biết đâu lần này nổ luôn sao khỏi cần phải làm nữa. 75 nháy rồi mới ra chứ ai nữa. Trời ơi ghê cũng vậy. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, nói rồi sao lại phải được rồi bây giờ giò biết là biết có vô bây giờ rồi. Bài du nè, chưa lật ray nè, chưa lật ray nè. Hai cũng hay, có sẵn trống vô bây giờ còn cây chưa xài luôn. Ôi giời ơi, hèn như cái rút mà tôi chuẩn bị để tôi đi thi chung kết RG phân 7 ấy, thì tôi sẽ là người đảm nhiệm đánh con hỏa này nè. Và con hỏa này tôi sắp chết trong vòng 15 giây. 15 giây từ lúc tôi vô nha. Tôi vô trong trong sân đó, là đúng 15 giây sao chết. Cũng hay. Kênh chat có ai đang chơi game không? Giả bộ cho tôi, cho Tèo vô xin đánh con, xin đánh con hỏa nguyên bản đi. Giả bộ cho vôi. Có gì không cho hả? Tám cho. Giả bộ cho vôi. À, cho tiền cho xin câu hỏi các bạn thì được một thẻ tháng nhưng mà phụ đánh một xíu nha, cái một mình đều không cân được có khi đâu. Không phải tôi ham thẻ tháng hay gì đâu hả, tất nhiên ngồi tèo nó xạo chứ tiền nào có cho thẻ tháng. Hai suất rồi đi lại đổi voi mi cha nhận thưởng đấy. Ây da, sao nãy giờ được có hai cục hoài vậy ta? Mua một ngày một lần thôi. Ây da, sao có hai cục hoài? Trời ơi, cứu tôi! Cái này ba cục nè. Ba cục. Ây da, cứu tèo! Tại sao vậy ta? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hôm nay nó bị sao rồi? Đi farm 4 lần được 2 cục hả? 3 cục. Đi farm 5 con mà cả 5 con này là 2 cục hả? 3 cục nè. Tèo cũng là 2 cục, cái gì trời, oh my god. Tôi đang vô mấy vậy? Vô 8 mà, ủa? Liệu rằng có ba cục không? Ba cục. Không biết nói gì luôn quá thiệt á, không biết nói gì luôn. Nó bị sao á? 7 lần liền hả?
Hình như là tôi được 15 cục hay sao? 17 cục. À, 8 lần. Ôi 8 lần hay 7 lần đâu, 8 lần, 2 cục. Ủa là trời ơi. 3 cục dùm cái. 3 cục. Ba cục nè tèo á. Ok, tin tưởng kênh chat tiếp đi. À, ra chiêu bắn tan chảy này khả năng cao có rồi, ba cục nè. Ông cầm gan du, ông ra chém cờ xin được bao nhiêu đan nữa. Bây giờ ai làm thứ 10 này phải có được ba cục chứ, tự tin luôn ba cục, tự tin luôn ba cục. Ôi trời ơi, nói rồi không ai tắm cho một lục xong 10 lần này đâu, 9 lần thôi. Ai xin bạn à, vẫn chết ba cục. Sức vô của bảo quỷ ba cục nè, ok luôn ba cục. Ba cục. Rồi thời huy hoàng của bộ tèo đang tới rồi đó, ba cục. Ôi giời ơi, thời tối rồi, thời tối rồi, ba cục. Bẹt ba cục, không có lối nhiều. Ôi giời ơi, ấy cái nón này đập vô dòng tiếng lệ luôn rồi cho coi nè, đập luôn cho coi, đang hên là nó sẽ vô được cái dòng tiếng lệ cho coi, vô dòng tiếng lệ cho coi nè, nó mà nhảy full tiếng lệ lên 17,5% phần trăm đồng phút ray tiếng lệ nè. Nằm ở cái đâu, đập đồ lập đập cái đâu. Úi rồi ơi, game cũng dễ coi, tôi nhảy vào full tỷ lệ hết cho coi nè, lần sau lên 7,8% tỷ lệ đột kích, không có nói nhiều luôn, tới luôn. Ôi rồi game cũng dễ. Ôi rồi ơi, game cũng dễ, nói rồi, nói rồi, đang hên mà đã hết đập đồ sao hết chứ sao mà được. 10,9% tỷ lệ đột kích. Tinh thông có được, tinh thông anh vô chơi tan chảy được mà đúng không? Được, không sao, không bị bảy thì mình chơi 14% thôi cũng được, không 17 thì 14. Cái nó này của Thích Naroi á, nãy giờ dở với ông thôi. Thích Naroi chơi tôi không khỏe phải đây. Thích Naroi cầm cái trống rồi cầm tí lại nữa đúng không? Ôi trời, cầm cái trống ơi, ê cũng được nè, ấy ấy được á. Quả thích nó đi cầm trống mà quả quả nó nha, nãy là hơi bị ấy á. Rồi thích nó đi bạn đi bác. Pẹt. Ấy lộn, này sẽ không mà nó sẽ xóa đâu. Pẹt pẹt 45k. Ha,
hết Mora. Hướng dẫn các bạn để kiếp Mora một cách nhanh, nhanh gọn dễ hiểu nè. Rồi xong. Thế là năng xong thiên phú Yoimiya rồi đó, quy khỏi năng nhé. Ai có điều kiện thì năng quy. Còn ai không có điều kiện như tôi thì sẽ năng đánh thừa và năng e thôi. Quy thì bỏ. Do bây giờ cánh reset rồi không? Đồ cân được tỷ lệ thì nên xài reset. Còn đồ mà cân không nổi thì nên xài cánh. Nói chung thì cây reset R5 này nó chỉ thua cây trắng của con này một xíu. Cây này nè, đam thua cây này một xíu. Ví dụ như sấm sét mình chấm là 10/10 đi thì cây reset R5 nó khoảng tầm 9.2-3/10 điểm. Còn nhật thủy hay là cánh thì không thì nó sẽ thua một xíu, nó cỡ tầm 8 điểm đó à. Nhưng mà với điều kiện là gì, phải cân đồ đẹp. Cặp cây này phải cân được tầm ra đấy 70 tỷ lệ trở lên, sau rồi sát thương tầm 170-180 nữa thì ok. Còn cầm cái cây này vô tỷ lệ có 50% thì nó xài cánh.